Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-8 nhé, dòng xe SUV cầm cao 7 chỗ của nhà Mazda. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2024, với cái chính sách giá bán được tăng cường ưu đãi cũng như là giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, thì dòng xe Mazda CX-8 này cũng là một trong những cái dòng xe cực kỳ đáng lựa chọn của rất nhiều anh em ở thời điểm này. Hiện tại thì Everest đang co giá, Fortuner cũng đang co dần lại giá, và tất cả những dòng xe ví dụ như là Hyundai Santa Fe hiện tại cũng đang rất ít xe, thì dòng xe Mazda CX-8 là một trong những cái dòng xe mà đang nhiều xe, cũng như là cái chính sách giá bán lại được tăng cường. Thì anh em nếu mà cảm thấy phù hợp với những cái chính sách giá bán ngay sau đây em chia sẻ, thì có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ đặt xe và gửi những cái phụ kiện, cái quà tặng để anh em có thể là cân đối vào cọc anh em nhé. Với Mazda CX-8 thì sẽ có 4 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản 2.5 Luxury, 2.5 Premium 1 cầu, phiên bản 2.5 Premium 2 cầu 7 chỗ và phiên bản 2.5 Premium 2 cầu 6 chỗ anh em ạ. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Hiện tại thì bên em đang thu mua những cái dòng xe cũ, xe lướt mà anh em không còn nhu cầu sử dụng, hoặc là muốn đổi từ xe nhỏ lên xe cỡ lớn như thế này, thì hoàn toàn có thể là gọi điện cho em để em bên em đánh giá những cái dòng xe của anh em đang có và thu mua lại và bán dòng xe mới cho anh em nhé. Và không để anh em chờ lâu nữa thì em sẽ đi vào chia sẻ lăn bánh từng phiên bản ngay bây giờ. Đầu tiên thì em sẽ chia sẻ với anh em cái phiên bản 2.5 Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 939 triệu. Hiện tại cái chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em đang hỗ trợ giảm tiền mặt và tặng anh em dán phim kích nhiệt, thảm sàn da, một bộ lót cốp và một bộ túi cứu hộ nhanh. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 066 triệu. Trả góp thì đang là 290 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 044 triệu. Trả góp thì đang là 269 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 026 triệu. Trả góp thì đang là 250 triệu. Hiện tại thì em đang bán ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nên anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá này thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em gửi bản tính lăn bánh chi tiết anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-5 2.5 Premium 1 cầu. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 014 triệu. Với cái chính sách tăng cường ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm rất là sâu anh em nhé. Vẫn có những cái quà tặng chính hãng theo xe anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 152 triệu. Trả góp thì đang là 312 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 128 triệu, trả góp thì đang là 289 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 110 triệu, trả góp thì đang là 271 triệu. Đó, đây là cái phiên bản một cầu của Mazda CX-8 bản Premium. Và hiện tại bên em đang sẵn một xe màu trắng để có thể giao luôn. Còn các xe màu khác bắt buộc anh em phải ký chờ đầu tháng 5 này, thì bên em sẽ hỗ trợ giao xe cho anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Mazda CX-8 2.5 Premium 2 cầu 7 chỗ. Hiện tại cái bản này thì bên em đang có một xe màu vàng cát để giao luôn. Còn các xe màu khác thì anh em cũng sẽ phải ký chờ vào khoảng đầu tháng 5 thì sẽ có xe để giao cho anh em. Đó. Thế để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 258 triệu, trả góp thì đang là 338 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 232 triệu, trả góp thì đang là 312 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 214 triệu, trả góp thì đang là 294 triệu. Đó. Với cái bản 2 cầu 7 chỗ này thì bên em đang sẵn một xe màu vàng cát thì có thể giao luôn. Các xe màu khác thì bắt buộc anh em sẽ phải ký chờ anh em nhé. Nếu mà anh em cảm thấy ký chờ được và đợi được thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ, cũng như là gửi cái bảng tính lăn bánh chi tiết để anh em dễ hình dung nhất anh em nhé. Đó.
Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Mazda CX-8 2.5 Premium 2 cầu 6 chốt. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 119 triệu. Hiện tại cái chính sách giá bán của bên em cũng đang hỗ trợ giảm tiền mặt cũng như là tặng anh em dán phim kết nhiệt, thảm sàn da và một bộ túi cứu hộ nhanh. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 269 triệu. Trả góp thì đang là 340 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 243 triệu. Trả góp thì đang là 315 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em 1 tỷ 225 triệu. Trả góp thì đang là 296 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã cập nhật cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Mazda CX-8 ở cái thời điểm ngày 22 tháng 4 rồi. Hiện tại thì bên em vẫn đang thu mua những cái dòng xe cũ, xe lướt mà anh em không còn nhu cầu sử dụng thì bán lại cho bên em để thu mua với cái mức giá cao nhất và bán lại cho anh em những cái dòng xe mới ưu đãi nhất và tốt nhất để anh em cân đối đổi xe ở thời điểm này anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.